Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2375 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tóm lược tin tức, kế tiếp là các chuyên mục Chuyện nước non mình, Đất nước đứng lên và kết thúc chương trình là phần bình luận của Nguyên Thạch với tựa đề Dân tộc nào bất hạnh nhất trên thế giới và do ai? Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm tại San Jose, California, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh blogger Nguyễn Ngọc Già, tức Nguyễn Đình Ngọc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Bá Cơ. Hoa Kỳ sẵn sàng làm trọng tài trong tranh chấp Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội vào hôm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là ông sẵn sàng làm trọng tài hay trung gian hòa giải các tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông Quang, ông Trump nói rằng nếu phía Việt Nam cảm thấy ông có thể làm trung gian hay trọng tài thì cứ nói với ông. Cũng trong cuộc gặp gỡ này, hai bên đã thỏa thuận việc hàng không mẫu hạng của Mỹ sẽ viếng thăm Việt Nam vào năm tới, nhưng lịch trình và địa điểm viếng thăm chưa được ấn định. Ngay sau cuộc họp báo nói trên, ông Trump chính thức rời Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự diễn đàn thảo luận về an ninh Thái Bình Dương. Mỹ-Việt Nam ký kết các hợp đồng thương mại 12 tỷ Mỹ Kim. Trong 3 ngày tại Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh khối APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chứng kiến các buổi ký kết hợp đồng thương mại giữa hai nước với tổng trị giá 12 tỷ Mỹ Kim. Trong số đó có hợp đồng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim mà Việt Nam Airlines ký kết với tập đoàn sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney của Mỹ. Theo hợp đồng nói trên thì Việt Nam sẽ mua các động cơ của công ty Mỹ để tu bổ và giúp bảo trì các máy bay Airbus 321. Ngoài những hợp đồng thương mại, ông Trump cũng thúc đẩy Việt Nam mua sắm các chiến đấu cơ và phi đạn tối tân của Mỹ. Trong buổi gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm qua, ông Trump tuyên bố là không nước nào có được các phi đạn tối tân như của Mỹ. Điển hình là các phi đạn bắn hạ phi đạn mà Mỹ vừa thử nghiệm ở vùng biển Trung Đông. Cũng trong buổi gặp gỡ này, ông Trump một lần nữa lưu ý ông Phúc về mức thâm thủng quá cao của Mỹ trong cán cân mậu dịch giữa hai nước. Để cắt giảm mức thâm thủng lên đến 32 tỷ Mỹ Kim hiện nay, ông Trump đề nghị Việt Nam mua thêm hàng hóa của Mỹ, đặc biệt là các thiết bị quân sự. Bão Haiku đang suy yếu khi tiến vào vùng biển miền Trung. Bão Haiku, mà Việt Nam gọi là bão số 13, đang có khuynh hướng suy yếu dần khi tiến gần đến quần đảo Hoàng Sa và có thể tan biến hoàn toàn khi đến vùng duyên hải miền Trung. Tính đến sáng nay, cơn bão này chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng vài chục cây số và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam về các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với vận tốc tâm bão di chuyển khoảng 10 cây số giờ. Giới chuyên viên khí tượng mặc dù lạc quan là bão Haiku có thể suy yếu, trở thành một cơn dông nhưng vẫn có thể mang lại lượng mưa lớn ở miền Trung và tạo thêm lũ lụt cho khu vực trên. Gần 7.000 người tử nạn giao thông trong vòng 10 tháng qua. Theo tài liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam, thì chỉ trong vòng 10 tháng qua, trên toàn quốc đã có hơn 6.800 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, tức trung bình mỗi ngày có 23 người tử nạn. Tuy nhiên, ngoài con số người chết nói trên, Ủy ban này không công bố con số người bị thương hay tàn phế sau các vụ tai nạn giao thông. Vào hôm qua, Chủ nhật 12 tháng 11, tại Chùa Vĩnh Nghiêm ở quận 3 Sài Gòn đã tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử nạn giao thông trong năm nay. Đây cũng là lần thứ 6 mà chùa này tổ chức lễ cầu siêu cho những người đã chết vì tai nạn giao thông trên toàn cõi Việt Nam. Cần nói thêm là theo phân tích của thế giới, Việt Nam có tỷ lệ tử nạn giao thông cao nhất toàn cầu, tính theo dân số và số lượng xe cộ. Các nhóm cánh tả ở Phi biểu tình chống Donald Trump. Các nhóm cánh tả ở Philippines đã xuống đường biểu tình trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống phi trường quốc tế ở thủ đô Manila. Trước đó, lực lượng cảnh sát Phi cũng được điều động để bảo vệ an ninh quanh tòa đại sứ Mỹ. Các biểu ngữ được nhóm này dương cao có nội dung đả kích cá nhân ông Trump và gọi Hoa Kỳ là đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, cuộc biểu tình không thu hút đông đảo người dân Phi vì mọi hoạt động đều hướng đến cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tổng thống Phi Rodrigo Duterte vào hôm nay. Đặc biệt là lập trường thân tàu bỏ Mỹ mà ông Duterte phát động suốt năm qua.
Bắc Hàn thực tập báo động phòng không. Vào sáng hôm qua, tiếng còi báo động đã rền vang khắp thủ đô Bình Nhưỡng trong cuộc thực tập báo động máy bay địch tấn công vào Bắc Hàn. Mặc dù các du khách ngoại quốc có vẻ hoảng hốt khi nghe còi hụ, nhưng 2,5 triệu người dân ở Bình Nhưỡng vẫn tỏ vẻ thản nhiên vì quá quen thuộc với những kiểu diễn tập tương tự. Cuộc thực tập báo động nói trên diễn ra sau khi Bắc Hàn tiếp tục tố cáo Tổng thống Donald Trump đang thuyết phục thế giới về một giải pháp quân sự nhằm đối phó với Bắc Hàn. Theo cáo buộc này, thì ông Trump đang lợi dụng hội nghị APEC để vận động cho một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng trong bài diễn văn tại hội nghị vào cuối tuần qua ở Việt Nam, Tổng thống Trump khẳng định là Hoa Kỳ vẫn theo đuổi con đường đàm phán ngoại giao với Bắc Hàn. Saudi Arabia thất thoát hơn 100 tỷ Mỹ Kim vì tệ nạn tham nhũng. Theo công bố của Bộ Tư pháp Saudi Arabia thì trong vòng 10 năm qua, vương quốc này đã thiệt hại hơn 100 tỷ Mỹ Kim vì tệ nạn tham nhũng trong hàng ngũ hoàng gia và quan chức chính phủ. Theo Hoàng tử Saud Al-Mojeb, Bộ trưởng Tư pháp Saudi Arabia, thì kết quả điều tra suốt 3 năm qua cho thấy ít nhất 100 tỷ Mỹ Kim đã chảy vào túi hàng trăm quan viên của triều đình, trong đó có Hoàng tử Khaled Al-Thuwari, người bị bắt giam vào tuần trước cùng với 200 quan viên lớn nhỏ. Kính thưa quý thính giả, thể chế chính trị thay đổi thì tâm tư dân chúng cũng tự động thay đổi theo, nếu không sẽ bị lạc loài. Đó là điều tất yếu cho công cuộc đấu tranh hiện nay. Qua chuyên mục Trường Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đã đáp lời sung nối bài viết của Đoan Trang có tựa đề Như yêu căn nhà nhỏ, có mẹ của tôi, sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình. Khu chung cư cao cấp Royal City ở Hà Nội những ngày cuối tháng 10 2017 có tới 2 chuyện buồn liên quan đến sinh mạng con người. Trong đó, mới nhất là vụ một phụ nữ đơn thân được cho là đã mời một thanh niên đến nhà chơi và bị y sát hại để cướp của. Một số tờ báo lập tức giật tích đùng đùng. Phi công trẻ giết người tình tại chung cư cao cấp, vụ án mạng ở Royal City, kết cục đau lòng khi người phụ nữ khác tình. Án mạng ở chung cư, rủi ro của các quý bà tìm trai trẻ, vân vân. Tôi không muốn nói thêm về vấn đề đạo đức báo chí trong trường hợp này, vì nhiều Facebooker đã nói rồi. Tôi chỉ chạnh lòng nhớ đến hình ảnh ba đứa chúng tôi, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn và tôi, lần đầu tiên đi nước ngoài cùng nhau vào đầu năm 2013. Chúng tôi hoa mắt giữa siêu thị choáng ngợp, nơm nớp người qua lại. Chúng tôi lạc chí chết trong ga tàu điện ngầm. Chúng tôi lây hoay toát mồ hôi mới tìm được lối qua đường trên đại lộ 8 làng xe. Tuy nhiên, có lần tự hỏi xem thực sự thì mình muốn đấu tranh để đạt được cái gì nhất ở Việt Nam. Ba đứa đều thống nhất, chỉ cần người Việt yêu thương nhau, tin tưởng nhau, đối xử với nhau thân ái ở mức như người dân Philippines hay Thái Lan thôi là mừng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Mà muốn đạt được điều đó, thì chúng ta đều hiểu là phải thay đổi được vấn đề thể chế chính trị, giải quyết được cái thứ văn hóa chính trị coi dân hoặc là địch để tiêu diệt hoặc là cừu để vặt lông. Vì thế cho nên ta mới phải đấu tranh. Chúng tôi nghĩ thế bởi chúng tôi thấy thèm muốn sự thân thiện trong cách đối xử với nhau của người dân ở những nước chúng tôi đã đi qua. Ở những nơi đó, họ luôn tận tình chỉ đường cho chúng tôi với một thái độ tận tình nhất. Mỗi khi chúng tôi bị lạc, họ sẵn sàng nhường chỗ cho chúng tôi, thậm chí ngay cả khi đang cùng xếp hàng. Vì không sao, tôi không vội, tôi chờ được, bạn cứ làm trước đi. Ở đó, chúng tôi không phải lo giữ chặt túi xách, mắt lừ lừ cảnh giác khi có ai bất thình lình lại gần. Chúng tôi cũng không lo, vào bệnh viện thì bị chỉ sang một khu riêng làm thủ tục thật đủng đỉnh, bởi vì không có tiền trong túi, chết mặc kệ. Điều đáng nói là những người Việt ở nước ngoài cũng tốt bụng và đầy sự nhiệt tình giúp đỡ như vậy, nhất là ở xứ Âu Mỹ. Chúng tôi không lo sưng phổi, chết rét, khi phải đi bộ dưới trời mưa tuyết ở New York hay Toronto, bởi vì kiểu gì cũng có bà con cô bác mang quần áo ấm đến chất đầy vali chúng tôi. Và đặc biệt, chúng tôi có thể đến nhà bất kỳ người nào để tá túc trong nhiều ngày,
ăn uống no đủ, khỏi phải thuê khách sạn. Tôi đã ở nhà rất nhiều người Việt bên Mỹ, Canada, châu Âu. Có lần, tôi còn nghỉ ở nhà một người Mỹ da trắng, nghĩa là hoàn toàn không có gì chung với tôi, kể cả gốc gác. Buổi sáng sớm ngủ dậy, trong lúc cô lúi húi pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn, tôi tựa cửa sổ, nhìn xuống con phố với những mái nhà đầy tuyết ở phía dưới và bần thần nghĩ. Cách đây mới có nửa năm, bạn mình ở Hà Nội đã bị giết sau khi cho người lạ đến nhà ngủ đêm. Bạn tôi bị kẻ lạ đập chết, cướp của. Sau cái chết của anh, bạn bè ai cũng thương xót và trách anh. Không hiểu nó nghĩ thế nào lại tha người lạ về nhà cho ngủ. Câu chuyện cũng gần giống như vụ án mạng vừa rồi ở Royal City. Nhưng bạn tôi may mắn hơn chút xíu, không bị báo chí đưa lên tít là khác tình này nọ. Trong khi đó, lẽ ra, nếu ở một xã hội bình thường, thì việc phụ nữ đơn thân mời đàn ông đến tư gia là bình thường, còn việc giúp đỡ người khác bằng cách cho họ đến nhà ở nhờ là điều tốt, điều thiện nên làm, nhất là khi người ta gặp khó khăn, lỡ đầu đường, vân vân. Không có bất kỳ cái gì là đáng trách ở đây cả. Vấn đề cốt lõi, căn bản là sống ở Việt Nam, người ta không thể tin tưởng vào tính thiện của con người, không thể tin nhau, không thể lường trước rủi ro của việc đặt niềm tin sai chỗ được. Cái lẽ ra là đáng tin nhất, công bằng nhất trong xã hội là pháp luật, còn chẳng tin nổi, chẳng dự đoán nổi, nói gì tới đạo đức. Nhưng chính vì thế nên chúng tôi mới phải đấu tranh. Cá nhân tôi luôn tin rằng, văn hóa, tâm lý dân tộc là cái có thể thay đổi. Nó sẽ thay đổi khi văn hóa chính trị thay đổi, và văn hóa chính trị thay đổi khi thể chế chính trị thay đổi. Năm 1967, nhà thơ Trần Vàng Sao viết bài thơ có một người yêu nước mình, trong đó đoạn kết vang lên đầy nhức nhối. Đất nước này còn chưa sót, nên trong ngày thống nhất, cho bên kia không gọi bên này là người miền Nam, cho bên này không gọi bên kia là người miền Bắc. Lòng vui hôm nay không thấy chật, tôi yêu đất nước này chân thật, như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi. 50 năm đã qua, bây giờ, bên này vẫn có những người gọi bên kia là Bắc Kỳ, và nói rộng ra trên toàn xã hội, người ta vẫn phải cảnh giác với nhau, không thể tin nhau, không thể ra đường mà không giữ chặt túi xách, không thể đi bệnh viện mà không có tiền. Không thể cho người ngoài đến nhà ngủ, gớm, họ hàng ruột thịt còn chả tin nhau được nữa là. Nhưng tôi vẫn tin tất cả những điều đó sẽ thay đổi. Và bạn có tin không? Từ ngày trở về Việt Nam, tôi đã ở một số lượng nhà nhiều hơn tổng số tất cả các nhà tôi từng trú từ khi sinh ra, và đều là ở nhờ. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Chi phí cho mỗi buổi phát thanh do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc gửi qua PayPal trên trang mạng radiotlsn.com. Đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả thân mến, vào giai đoạn cuối của các chế độ độc tài thường phát sinh những hiện tượng kỳ quái, báo hiệu sự dãy chết của con quái vật. Vậy dân chúng còn chần chờ gì mà không lợi dụng những hiện tượng này để đẩy cho con quái thú màu đi vào cửa tử? Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả đã đáp lời sông núi theo dõi bài viết Nên đẩy nhanh tiến trình hồi cờ đỏ của Vũ Thạch qua sự trình bày của Nguyên Khải.
tình hình Việt Nam đang càng lúc càng giống như các chế độ độc tài khác vào giai đoạn chót, như hiện tượng nhà cầm quyền tung ra những nhóm quần chúng tự phát ủng hộ chính quyền như hội Cờ Đỏ để đối đầu với khối quần chúng phản đối. Một số hình ảnh còn rõ ràng trong trí nhớ của công luận như cảnh nhóm ủng hộ chính quyền tại Ai Cập cưỡi lạc đà xông vào đám đông dân chúng, hay cảnh một nhóm ủng hộ chính quyền tại Venezuela xông vào quốc hội, dùng cán cờ và gậy gộc đánh các dân biểu độc lập, vân vân. Nhưng tất cả các trường hợp đó đều dẫn tới cùng một kết cục bất ngờ, chính là các nhóm dân chúng tự phát này đã đẩy nhanh tiến trình làm sụp đổ chế độ. Từ bên ngoài, thế giới thừa biết các nhóm quần chúng tự phát trong các chế độ độc tài đều là sản phẩm trực tiếp của nhà cầm quyền. Do đó, mọi hành vi bạo động, mọi vụ gây ra thương tích, thiệt mạng, mất tích đều được thế giới cột trách nhiệm vào cổ các lãnh tụ của chế độ, dẫn đến các biện pháp trừng phạt như cắt viện trợ, cắt ngoại giao, phong tỏa kinh tế, đông lạnh tài sản cá nhân, vân vân. Riêng tại Việt Nam, hành vi của nhóm hội Cờ Đỏ sẽ ảnh hưởng thế nào trước, trong và sau hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới? Nhưng các tác động từ thế giới bên ngoài chỉ là một phần, các tác động bên trong mới đẩy nhanh tiến trình làm sụp đổ chế độ, vì các nhóm quần chúng tự phát trở thành mũi nhọn, phá bung những vòng niềng đang gò cả xã hội. Trước hết là vòng niềng pháp luật, như trường hợp của Ai Cập và Venezuela. Chính các nhóm quần chúng tự phát đã vô hiệu hóa các lệnh giới nghiêm, các điều cấm trong tình trạng khẩn trương quốc gia, thiết quân luật, các quy định về trật tự công cộng. Nay rõ ràng, hội Cờ Đỏ đã đi đầu tạo tiền lệ về quyền lập hội, quyền hội họp, tức bước qua đầu luôn bộ chính trị và quốc hội, vốn run rẩy suốt 10 năm qua, không dám ra luật. Các nhóm quần chúng tự phát cũng đi đầu phá luôn vòng niềng công an. Hầu như nơi nào các nhóm này xuất hiện, công an sắc phục đều được lệnh lánh mặt. Sau lần đầu bị bất ngờ, dân chúng bắt đầu tự vũ trang để bảo vệ lẫn nhau. Lực lượng dân chúng luôn đông hơn gấp chục hay gấp trăm lần các nhóm tự phát. Sau khi vô hiệu hóa các nhóm này, dân chúng thường làm chủ luôn tình hình ở nhiều khu vực mà công an không dám trở lại nếu đi từng đơn vị nhỏ nữa. Ngay cả các đồn công an nhỏ trong khu vực cũng bỏ ngỏ. Một điểm đáng nói khác, thủ lãnh các nhóm quần chúng tự phát tuy do công an lọc lựa, nhưng rất dễ dàng trở thành dê tế thần khi tình hình trở nên quá tệ hại và nhà cầm quyền muốn làm nguôi cơn giận của dân chúng. Trường hợp phũ phàng và đẫm máu nhất là thủ lãnh của các nhóm Hồng Vệ Binh tại Trung Cộng. Có lẽ vì thế mà thủ lãnh các nhóm như hội Cờ Đỏ chỉ có thể là những người lúc nào cũng ngà ngà say như Trần Nhật Quang, và dĩ nhiên các khuôn mặt công an chỉ luôn núp ở phía sau. Ngay lúc này, bà con tại Nghệ An, đặc biệt là bà con Công giáo, cần làm gì? Hiển nhiên, việc đầu tiên là tự vệ tập thể, bảo vệ lẫn nhau bằng cách gom tụ lại và trang bị các dụng cụ phòng thân lẫn đánh trả, nếu cần. Hội Cờ Đỏ, tuy trong hình ảnh biểu dương lên đến vài trăm, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, ai cũng nhận ra đa số chỉ được công an quơ vội vào, cho tròng lên cái áo đỏ và cho ăn nhậu tại chỗ, trông rất ngơ ngác và sẵn sàng bỏ chạy. Còn nhóm Hùng Hổ cốt lõi thực ra rất nhỏ, đếm chỉ trên đầu ngón tay và không thấm gì so với tổng số bà con tự vệ tập thể. Việc quan trọng kế tiếp là liên tục theo dõi, chụp hình các bộ mặt thủ lãnh và những kẻ mang vẻ chỉ đạo ở phía sau, lâu lâu lại nói nhỏ vào tai các thủ lãnh. Các hình ảnh này sẽ giúp truy tìm ra họ là ai. Và việc cần thiết thứ ba là cử người đến gần một số thành viên hoặc ngay cả nhập vào hội Cờ Đỏ để lấy tin tức về tình hình nội bộ và các dự tính sắp đến. Sự xuất hiện của những nhóm như hội Cờ Đỏ vừa là chỉ dấu tình hình không sáng sủa chút nào cho chế độ, vừa có tác động khá độc hại cho họ nếu bà con chúng ta đủ bình tĩnh và cùng giúp nhau khai thác có hệ thống. Kính thưa quý thính giả, những quốc gia bị Cộng sản thống trị là những quốc gia bất hạnh nhất của nhân loại, điển hình là Bắc Hàn và Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sùng núi nghe phần bình luận của Nguyên Thạch với tựa đề Dân tộc nào bất hạnh nhất trên thế giới và do ai?
sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Qua câu hỏi, dân tộc nào bất hạnh nhất trên thế giới và do ai? Thì dựa vào các tiêu điểm chung, tác giả đoan chắc rằng hầu hết sẽ trả lời là dân Bắc Hàn. Bởi Bắc Hàn là một dân tộc bất hạnh nhất hành tinh này vì phải sống dưới chế độ độc tài cộng sản, lại thêm thứ độc nữa, đó là độc tài gia đình trị. Nam Hàn và Bắc Hàn có cùng một chủng tộc, có chung một nền văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, được gọi chung tên nước là Đại Hàn. Người Đại Hàn, dẫu Nam hay Bắc thì trên căn bản về nhân chủng, họ không khác biệt nhau mấy. Nhưng sở dĩ vào lịch sử cận đại thì giữa Nam và Bắc đã có những sự khác biệt quá xa, xa đến độ tưởng chừng như không thể so sánh. Chỉ riêng một yếu tố thu nhập bình quân trên đầu người thì cũng đã có một khoảng cách quá lớn. GDP per capita, tạm dịch là tổng sản phẩm quốc nội trên mỗi đầu người của Nam Hàn là hơn 27.500 Mỹ Kim vào năm 2016. Trong khi tổng sản phẩm quốc nội trên mỗi đầu người của Bắc Hàn chỉ có 583 Mỹ Kim, tức chưa tới 4% so với Nam Hàn. Ngoài ra, nếu nói về dân chủ, sự tự do sinh hoạt đời sống, tự do lập hội, tín ngưỡng, tự do ngôn luận, vân vân, thì Bắc Hàn là một khung sắt khép kín và hoàn toàn không có gì để so sánh với Nam Hàn. Tại sao có sự khác biệt quá khủng khiếp như vậy? Xin trả lời, nguyên nhân tạo ra sự khác biệt kinh khủng ấy là do chế độ, nghĩa là do thể chế chính trị. Cả thế giới không ai cho rằng người dân Bắc Hàn có cuộc đời hạnh phúc, và rồi đây, Việt Nam cũng sẽ như Bắc Hàn. Hãy gạt bỏ ra các nước ở Phi Châu như Somalia, Ethiopia hay Congo là những nước nghèo khó vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như đời sống của các giống người ở châu lục này khó khắc phục. Hãy xem bảng xếp hạng của thế giới để biết được nước Việt Nam đang ở vị trí thứ 141 trên 194 quốc gia. Nghĩa là Việt Nam chỉ trên Bắc Hàn và một số nước nghèo đói ở Phi Châu. Mặc dù chỉ số thông minh của người Việt Nam không kém so với bất cứ giống dân thông minh nào khác trên thế giới. Hơn nữa, người Việt có tính siêng năng cần cù, luôn có tinh thần cầu tiến. Như vậy, người Việt Nam đã hội đủ các yếu tố cần thiết để đạt đến thành công, mà tại sao lại đứng ở hạng 141 trong số 194 quốc gia? So với người Nhật Bản và người Đại Hàn, thì người Việt có sự trùng khớp về diện mạo, dáng dấp, màu da, nhưng vì người Việt sống dưới chế độ cộng sản và với thái độ gọi là hạnh tiến thái quá, nên lối suy nghĩ của người Việt so với người Nhật Bản, người Nam Hàn là rất dị biệt. Giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào rằng đất nước ta có rừng vàng, biển bạc, nguồn tài nguyên phong phú, cha ông ta luôn có truyền thống chống giặc ngoại xâm, vân vân. Nhưng trên thực tế, như mọi người đã thấy, rừng vàng thì cứ mạnh thằng nào thằng đó chặt cho bằng sạch, chặt xong lại còn cho ngoại bang thuê với cái giá cho không. Biển bạc thì cứ tha hồ thải chất độc gây ô nhiễm, tàu cộng cướp bao nhiêu đảo thì cứ cướp, tàu cộng tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông thì cứ mặc, đảng cứ cúi đầu cho êm chuyện, miễn sao đảng còn tồn tại là được. Nguồn tài nguyên phong phú thì cứ tha hồ nạo vét khai thác một cách vô tư, vô trách nhiệm, cứ hột hệt ngay bây giờ, còn thế hệ tương lai thiếu thốn như thế nào thì cứ mặc. Do cái sự tự sướng của đảng, nên người Việt Nam cũng có tánh ỷ lại vì cha ông chúng ta luôn có truyền thống chống giặc ngoại bang. Do đó, cứ làm ngơ không phản ứng gì cả, bởi nghĩ rằng tự nhiên giặc sẽ sợ cái truyền thống ấy. Trong khi người Nhật rất biết lo thân, chính phủ giáo dục dân chúng rằng đất nước Nhật chỉ là hòn đảo trơ trụi, không được thiên nhiên ưu đãi, không có tài nguyên, nên mọi người dân Nhật phải biết lo, kẻo không chúng ta sẽ thua sức thiên hạ và sẽ chết đói. Từ quan niệm ấy, người Nhật đã thành công. Phong cách cùng đạo đức của giống dân Nhật Bản đã khiến cả thế giới phải kính phục.
Còn người Việt Nam Cộng sản thì ngược lại, đi đâu cũng bị người ta theo dõi, vào tiệm hàng quán thì luôn bị dòm ngó để nhắc nhở, nhớ trả tiền. Thể chế chính trị quyết định sự tiến lùi của đất nước. Cũng là nước Đại Hàn, nhưng Bắc Hàn và Nam Hàn hoàn toàn khác nhau về đời sống cũng như mức độ phát triển, giống như Đông Đức và Tây Đức trước đây. Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc Cộng sản trước năm 1975 cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong một guồng máy cai trị độc tài toàn trị, Đảng Việt Cộng tự do nổ trong hoang tưởng, khiến đất nước ngày càng tiến về cuối danh sách của bảng xếp hạng. Dân Việt Nam ngày càng thêm hổ thẹn và tủi nhục cho phận kiếp nô lệ, một thứ bất hạnh dọc theo các dân tộc bất hạnh nhất trên thế giới. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong lao tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.